Câu B nè, câu B. Câu B. Đề bài hỏi là gì ạ? Tìm m để x1 trừ x2 bằng bằng 2. Thì để giải quyết được cái chỗ này, x1 trừ x2 bằng 2, thì các bạn tính hệ thức vs giúp lợi, hệ thức vi vs được chưa? Hồi xưa là ghi là định lý vs, còn bây giờ là ghi là hệ thức vs không biết lý do, được chưa? Tùy vào giáo viên của mình. Đó. Quan trọng là ở đây các bạn phải học công thức giúp lợi. Rồi đây, trừ b chia a, trừ b là trừ trừ thành cộng nè, chia a là một, vậy ra hai nè. B là bằng x1 nhân x2 bằng c chia a, c đây chia a chia một khỏi chia, vậy mình đã có s có b chưa ạ? Rồi vậy x1 trừ x2 bằng 2, thì các bạn nhớ nè, tương đương bình phương hai vế lên giúp lợi, bình phương hai vế đó, được chưa? Để chi à? Để mình đưa về s và b, vậy tương đương nè, hàng đẳng thức đó, trừ 2 lần x1 nhân x2 cộng x2 bằng bằng đây là bằng 4 nè. Rồi tương đương tiếp tục, này đưa với thằng này là gần lại đi à, là gần lại. Tại sao phải đưa là gần à? Tại vì nó có công thức riêng của nó và bạn phải thuộc. Đây chính là s bình trừ 2b, còn đây là p nè. Đó, vậy mình sẽ tương đương gì à? Tương đương nè, s bình trừ 2b trừ thêm 2b nữa bằng bằng 4. Vậy tương đương s bình trừ 4p bằng 0. S đâu à? S đây. B đâu à? Đây, vậy là 2 bình này trừ 4 nhân nhân b. Đó. Sau đó các bạn phân phối vào và tính toán, vậy là trừ 4 trừ 8 bằng, xin lỗi, thiếu m. Đây rút đây nè, bên trái bên phải có thì rút, vậy mình giải tương đương trừ 4m chuyển với đổi dấu nè là cộng 8 nè. Rồi, tương đương vậy m bằng lấy 8 chia cho trừ 4 ra trừ trừ 2 và kiểm tra giúp lợi coi trừ 2 này có thỏa mãn hay không, được chưa? Thỏa mãn là ý nói là nó có hai nghiệm không? Đây đó, m nhỏ hơn bằng trừ 1, vậy là nó thỏ nè, nhỏ hơn bằng trừ 1 là trừ 2, nhỏ bằng trừ 1 rồi, vậy thỏ, được chưa? Và các bạn kết luận vậy m bằng trừ 2 thỏa mãn đề bài, thỏa mãn đề bài, ok chưa? Ok nghe các bạn.